Các bạn thân mến chúng ta sẽ cùng đến với tập 51 của hệ thống bắt quỷ Kính thưa quý vị và các bạn Ở tập trước thì nhóm tổ chức bắt quỷ dò hành đã có một cái pha thể hiện cực kỳ chất Đánh cho hai con tà linh phụ cận, thân cận của U Vương đã bê bết Một tên thì đánh thành thịt chó Còn một tên thì đánh thành heo quay Là một sự khiêu chiến trắng trợn thẳng thừng đối với ân ti rồi không còn cái sự khiêu chiến nào nó hơn nữa vậy thì chúng ta sẽ cùng xem liệu rằng âm ty sẽ có cái động thái trả thù như thế nào hãy ủng hộ a tốn chi phí mua tác quyền và những bản dịch hay đọc cho các bạn nghe qua các hình thức ví momo qua số tài khoản ngân hàng visa debit qua địa chỉ paypal được dán ở phần mô tả của video và hãy nhớ video này âm thanh này và hình ảnh này được áp duy nhất trên kênh youtube đọc truyện đêm khuya nếu như các bạn thấy ở bất kỳ đâu khác thì đó là ăn trộm là vi phạm bản quyền trái phép của a tốn đã giúp A Tuấn report hệ thống đó. Chương 359 Tăng ra ra người đánh gãy chân ta không biết phần mềm đạo bộ công văn ở chỗ nào lần trước từ hàn quốc trở về vương bình đã đến tổng bộ nhân sĩ chính phủ ở kinh đô cũng không có phát hiện ra văn bộ của phần mềm đạo không biết là những cái kẻ viết thông tin của phần mềm đạo này ở đâu người của nhân sĩ chính phủ nói nhân sĩ chính phủ viết phần mềm đạo mở rộng khắp nơi trong linh dị giới của hoa hạ những người khai phá không phải là nhân sĩ chính phủ bộ khai thác của nhân sĩ chính phủ chỉ là hỗ trợ còn phụ trách quản lý Xem như là một cổ đông mà thôi Còn đang nghĩ ngợi thì chuông điện thoại di động vang lên Điện báo là lão cha Vương Quyền Alo, cha Vương Bình nhớ kỹ Lão Vương Quyền chẳng phải đi u minh Vương Quật hay sao Để tìm tăng gia gia Trao đổi về sự tình sổ sinh tử Vừa nghe điện thoại Tiếng nói của Vương Quyền đã ầm ầm lên Âm thanh to đến mức xém chút nữa làm Vương Bình điếc cả tai Ê tiểu tử à âm thanh của lão vương quyền mang theo bi phẫn tuyệt vọng vương bình nghe vậy liền giật mình ê lão cha người bị sao vậy tiểu tử à chẳng người không được tán mị vương rồi ê vì sao vậy tăng gia gia của người đó không cho ta tán mị vương âm thanh của lão vương quyền có như muốn khóc vậy vương bình im lặng khắp đầu chảy mồ hôi tăng gia gia không cho người tán mị vương Lão cha Chân dài là của người Tăng ra ra làm sao cấm được Người vụng trộm là được rồi Làm sao mà phải khóc Dứt lời Một giây sau Truyền đến giọng nói ung dung của lão vương quyền Ê, chân dài là của ta không sai Nhưng mà tăng ra ra của người đánh gãy chân ta đó Cha người nói cái gì vậy Chân của người bị tăng ra ra đánh gãy sao Vương Bình cả kinh Cùng lúc đó Vương Bình nghe thấy giọng của Roger vang lên ở đầu bên kia điện thoại lúc đó tại u minh vương quật vương gia lão vương quyền cầm điện thoại trong tay ngồi trên một cái xe lăn hai chân bị hai tấm ván gỗ nẹp lấy đang quấn đầy băng gạc đây chính là biện pháp bó xương đùi của trung y lúc này vương quyền khuôn mặt bi phẫn trong mắt có hối hận không thôi roger đứng ở bên cạnh giờ khóc giờ cười lắc đầu nói ê tên nhóc con ta đã nói rồi đừng có nói với lão gia tử vương thông thiên bảo người định làm loạn đó bây giờ thì gãy chân chưa vương bình thất thần khi nghe lời của roger nói này cha đây, là thế nào vậy lời của roger là có ý gì vậy người người làm loạn cái gì lão vương quyền xấu hổ ho khan hai tiếng không phải là muốn nói chuyện này bởi vì sợ bị con trai cười chết cuối cùng roger đoạt lấy điện thoại kể lại sự tình cho vương bình nghe ngày đó vương quyền ở vương lăng sau khi nói xong những lời kia với roger cùng nhau tiến vào U Minh Vương Quật để về trở lại Vương gia. Sau khi nói với Vương Thông Thiên về chuyện sổ Sinh Tử, Lão Vương Quyền nhàn dỗi, muốn nói sự tình đi tán mị Vương với Vương Thông Thiên. Vương Thông Thiên không cho phép Lão Vương Quyền đi tán mị Vương. Người đó là gia chủ của Vương gia, hay lại còn đi tán Âm Tỳ Vương thì còn ra cái thể thống gì? Hả, uổng cho vụng ngươi cũng nghĩ ra được cái đó sao? lão vương thông thiên nói đối mặt với sự bất chấp của lão vương thông thiên lão vương quyền bắt đầu nổi tính bướng bỉnh lão đứng ở đó nổi giận trong miệng lời thề sắc son đem chuyện ngày đó nhắc lại một lần à, con định đi tán mỹ vương người làm sao có thể làm gì được con có giỏi thì người đánh gãy chân con đi kết quả lão vương thông thiên không nói hai lời đánh gãy chân của lão vương quyền luôn ta thỏa mãn người ta đánh gãy chân người đây Ngoản ngoãn tĩnh dưỡng ở U Minh Vương quật cho ta Tôn tặc Ta nói cho ngươi lời này Ngươi có dũng khí Tán mị Vương một lần Ta đánh gãy chân người một lần Lão Vương Thông Thiên vỗ vỗ cái chân gãy của Lão Vương Quyền Sau đó ngạo nghễ ngửa đầu Nghe được chân tiếng Vương Bình thật sự là biểu lộ vô cùng đặc sắc Một giây sau Ê con mẹ nó chứ Tăng ra ra thật là mãnh liệt Nói gãy chân là đánh gãy chân luôn Nói xong lời này Vương Bình bật cười Chà cũng mày đó Thôi hiện tại xảy ra chuyện rồi Chân cũng đã bị uh, thằng Gia Gia đánh gãy rồi Cái thằng danh con Ngươi còn cười hay sao Ấy, Ngươi không an ủi uh, lão cha của ngươi sao Sớm biết như vậy Ta không có nhậm ngậm đắng nuốt cay đẻ Ngươi ra nuôi lớn, người lớn như vậy đó Cho dù là chân gãy Nhưng lão Vương Quyền vẫn cứ hung hăng không ngừng Ê, ta trước đây hót uh, phần cho người uh, đút uh, cơm cho người ăn uh, từng ngày từng ngày đêm hôm vất vả để nuôi nấng người ấy vậy mà trên thực tế lão vương quyền là rất khó chịu với việc chân gãy chứ không có sợ hãi tại vì gãy chân lão không có đi lang thang chơi được bởi vì lão biết rõ vương thông thiên đánh gãy chân của mình không phải là đánh gãy mãi mãi chỉ là gãy xương có thể nơi liền lại được vấn đề chỉ là thời gian có thể nói lão vương thông thiên thủ pháp đánh gãy chân cực kỳ lợi hại vừa đúng không có thương tổn sâu về xương chân chỉ cần ngồi xa lăn một chút là sẽ ổn định Ê, được rồi được rồi con không cười nữa cha vậy cái chân của người bao giờ lành vương bình cũng không biết là tầng da da của mình ra tay có độc ác hay không chỉ là muốn để cho lão vương quyền nhớ một chút ể đại khái là hai ba tháng đó không lão vương quyền thở dài sau đó thay đổi cái này cũng không phải là quan trọng tiểu tử ta tìm người là có việc đây là việc gì vậy Ê tiểu tử ta không phục đâu Cho dù chân ta gãy ta cũng không phục Vì sao ta không thể tán mị vương Chả người không có cảm tầm đó Cho nên người vẫn muốn tán sao Vương Bình cao mày lại Kinh hãi Không không ta không tán ê, Tán cái mẹ gì ê, ê, Mị vương với chân của ta thì ta lựa chọn cái chân hơn đó Chà Người không phải nói là tán mị vương và hai chân Ê Cái việc này thật sự là trẻ con mà Hey, thôi đi, đây là vấn đề mạng sống Đó tăng ra ra của ngươi là bị điên Nó không biết thế nào được đau Lá Vân Quyền nhìn hai chân Sau đó nói Tiểu tử, ta tán mị vương hay là không tán Việc này ta không phục Cho nên ngươi uh, tán mị vương đi Thay ta đem mị vương về Dù sao, hey, người cũng là ta đẻ ra hey, Người tán mị vương thì cũng là ta tán thôi C Cái gì vậy phải là là người hoàn thành tâm nguyện của ta. Vương Bình cạn lời sừng sốt, nụ cười đông đặc lại như là hóa đá. Ê, người người bảo con tán mỹ vương, là là con tán mỹ vương cho lão già người sau. đây là cái gì vậy? hiện tại tình huống này, Vương Bình có cảm giác quái lạ. có ai đó lại bảo con trai đi tán gái cho mình hay không? còn mẹ nói chứ? tuy nói mẹ kế này cũng không tính là mẹ kế, nhưng dù sao. Lão cha cũng phải phân biệt được đâu là mẹ kế chứ Thế nhưng Vương Bình cảm giác như vậy Cha, người thật sự là bảo con đi tán mị Vương cho người sao Ê đúng vậy dù sao ngươi cũng là thằng đầu têu ra Ngươi không nói đến việc tán âm ti vương Thì ta nghĩ ra sao Đừng nói đến Nếu như không nói thì chân ta có thể bị gãy sao Hiện tại chân ta đã gãy rồi không có tán được Chỉ có thể để người tán Hoàn thành tâm nguyện của ta đó Nghe lời của lão cha nói Khóe miệng của Vương Bình co giốm lại. Bây giờ hắn đã hiểu. Còn mẹ nó chứ. Chỉ là tùy tiện nói. Mà lão cha thật sự là đi muốn tán mị Vương. Là nuốt không trôi cái khẩu khí bị đánh gãy chân này. Đối với cái việc tán mị Vương hay không. Chỉ là hứng khởi nhất thời của lão cha. Nói thật ra. Lão cha không chừng chỉ là đùa giỡn. Bất quá bây giờ. Lão cha bắt đầu lên cơn ngang ngạnh. Khăng khăng bắt Vương Bình đi tán mị Vương. Ê, chờ một chút. Cha người người lại muốn nếu như con đi tán mị vương tăng gia gia liệu rằng có thể sẽ đánh gãy nốt chân của con hay không vương bình thần sắc chăm chú liếc nhìn sang chương 360 không hổ là tầng tôn tặc của ta lão cha vương quyền nói muốn tán mị vương chân đã bị thằng gia gia đánh gãy nếu như vậy mình mà đi tán mị vương không phải là cũng sẽ bị đánh gãy nốt hay sao dù sao mình cũng là người của vương gia Nghĩ đến đây Vương Bình nhướng mi mắt Ê lòng Ngươi chắc chắn không bị đánh gãy chân đầu Ngươi yên tâm Chỉ cần là lão cha của ngươi bị đánh là được giàu Lão Vương Quyền bi phẫn Roger ở bên cạnh nhìn cười khổ Vừa lúc này khóe mắt liếc qua cửa sổ Ánh mắt đồng lại Vội vàng ra hiệu cho lão Vương Quyền Ở ngoài cửa có một lão già đua Nhưng lại trông rất quắc thước Đang đứng ở đó dáng vóc hơi gầy gò mặc trang phục như ở thời cổ đại hai con người sáng ngời có thần đây là một lão nhân vô cùng quắc thước lại có một chút phóng đãng có cảm giác như là một lão đầu tử vậy vương quyền đang nói chuyện điện thoại với vương bình không chú ý đến lão nhân đến còn đang đứng ở sau lưng của mình tựa như là một u linh vậy cho dù là vương quyền hiện tại đạo hạnh không thấp nhưng cũng không cảm nhận được sự xuất hiện của lão nhân Lúc này vẫn đang trò chuyện với con trai quên cả trời đất Ê con trai Ê, Hảo huynh đệ của ta là Rosa Thúc thúc có nói Trước khi chết là muốn nhìn thấy người theo đuổi mị vương đó Con trai Nếu như không phải là vì Rosa cha người đâu có bị đánh gãy hai chân đâu Người phải tán bằng được mị vương Nếu không ta chết không nhắm mắt đâu à, Ta sẽ không có ngậm cười được nơi cậu tuyền Ta nuốt không trôi cái khẩu khí này à, à, à. Lá Vương Quyền đang đấm ngực dậm chân vừa vặn ngẩng đầu nhìn thấy lão nhân đứng ở đằng sau cùng lúc đó điện thoại cha này người cái kế sách để cho con đi tì tán mẹ kế như thế này không có ổn đâu con sợ là tằng gia gia mà biết việc này sẽ xông ra khỏi u minh vương quật đánh gãy chân của con đó là đánh gãy luôn cả ba cái chân nó đến thời điểm đó vương gia chẳng phải là sẽ tuyệt chủng sao cha alo cha người có nghe hay không sao người không nói gì vậy alo Vương Bình thất thần Còn mẹ nó chứ Sao lão cha không đáp Quay Quay cha Người vẫn còn đó chứ Này Không phải là người nuốt không trôi khẩu khí này Đã chết đấy chứ Cùng lúc này Một âm thanh khàn khàn từ đầu bên kia chuyển đến À Ta không đánh gãy chân của người đâu Ở tặng tôn tặc ngoan của ta Âm thanh vô cùng lạ lẫm Làm cho Vương Bình vô cùng ngạc nhiên Ê Tặng tôn tặc không để cho Vương Bình kịp phản ứng Đầu bên kia điện thoại âm thanh lại vang lên Bởi vì uh, ngươi còn chưa phải là gia chủ của Vương gia Không phải gia chủ của Vương gia tán mị Vương Đến thời điểm ngươi thành gia chủ của Vương gia Vậy là ngươi uh, sẽ nổi tiếng hey, Đây là một cái huy chương vinh dự uh, của gia chủ Vương gia đó Ê, Con mẹ nó chứ ra ra Người không có công bằng Con không phục mà Ở bên kia Lão Vương Quyền mắt trợn tròn Nhìn Lão Vương Thông Thiên Đang cướp điện thoại của mình Thình lình Lão nhân kia lại chính là Vương Thông Thiên Là tàng gia gia của Vương Bình Chính là gia chủ đời trước của Vương gia Vương Thông Thiên nhìn về phía Vương Quyền Trợn mắt lên một cái Không phục Ai bảo người bây giờ đang là gia chủ của Vương gia Hề hey. Giống như là ly thế dân chưa trở thành hoàng đế Hắn làm ra những chuyện đại nghịch Sau khi trở thành hoàng đế Lại trở thành giải thoại sao Nếu như hắn trở thành hoàng đế Mà làm những chuyện mất dạy Là sẽ bị người ta phỉ nhổ đó Lão Vương Quyền ngồi trên xe lăn Tức giận dơ chân Đáng tiếc cái chân đã bị gãy Không đứng dậy mà dậm được Thế nhưng mặc kệ lão tức giận lại không dám cãi nữa Chỉ dám nhìn Vương Thông Thiên trợn mắt Ê con không nghe đâu à Người chính là à, à, Người à, lão giả chết tiệt Con mẹ nó con liều với người mà Thế vậy Lão Vương Thông Thiên trợn dâu Dừng mắt Tồn tặc còn dám mắng giả giả sao Có tin ta đánh gãy cái chân thứ bà Của người không Lão Vương Quyền không phục Ngửa mặt lên đối đầu với Vương Thông Thiên người giỏi thì người đến đi người đánh gãy cái chân thứ ba của con vậy mọi người sẽ nói à, tôn tặc của vương thông thiên là cái tên thái giám lúc đó người sẽ bị mất mặt mũi đến thời điểm minh vương mà biết khẳng định là hung hăng sẽ cười vào mặt người người không thể chối cãi được người người ủy hiếp tà xạo giỏi à, nói xong lão vương thông thiên vỗ vỗ bà vai lão vương quyền tôn tặc người cảm chịu số phận đi gia chủ vương gia nhất định là phải có mặt mũi sự tình tán mị vương đừng nghĩ đến nữa Bất quá người vừa rồi nghĩ không tệ đâu Để cho tặng tôn tặng ngoan đi tán mị vương đi à, Như vậy cũng là hoàn thành tâm nguyện đó Đến lúc tặng tôn tặng ngoan tán được mị vương vào tay Đừng nói là người à, đừng nhường tặng tôn tặng tán Ê, Phải nói người là mưu trí đà đoàn đó Thủ đoạn làm phân tán âm tùy đó Ê, Cái này Cái này tôi thiểu cũng không có bồi nhọ danh dự vương giả người đó lão già người người nói không có đạo lý lão Vương quyền khóe miệng co quắp khuôn mặt của lão lúc này oán than đầy đất sự biệt lực trước đây ta không thèm làm ra chỗ vương gia gì đó ta hận ta hận mà nghe cuộc nói chuyện của vương quyền và lão vương thông thiên ở bên kia điện thoại vương bình kinh ngạc qua cuộc nói chuyện của hai người vương bình nghe ra thân phận của lão nhân là ai, đó chính là Tằng Gia Gia Vương Thông Thiên, là vị tuyệt thế mãnh nhân. Nói giết người là giết người, nói đánh gãy chân là đánh gãy chân, thật sự là hung ác vô cùng. Phải biết thân phận của lão nhân, Vương Bình cũng không biết nên khóc hay là nên cười. Quả nhiên là ông cháu mà. Cháu trai bảo con trai là đi tán mẹ kế, gia gia không mắng, ấy vậy mà còn ủng hộ chứ. Lúc này Vương Bình rất muốn nói, "Này ông cháu như thế không biết" là là hậu nhân của bọn họ còn thế nào nữa? thế nhưng hắn không dám nói ra, không thể nói, bởi vì hắn chính là hậu nhân của cặp ông cháu nhà này. Quầy quầy Tặng tôn thật, người có biết ta là ai không? Vương Thông Thiên không để ý đến, lão Vương Quyền ngồi bên cạnh đang ngồi trong xe lăn mếu máo nguyền rủa. Vương Bình nói: con biết, người là tặng gia gia, lão cha con đã nói rồi. <laughs> tốt, là tốt nhận ra tặng ra ra thì tốt rồi tặng tôn tạc ngoan vương thông thiên cười to nụ cười đầy mặt sau đó vuốt râu lão mị mị nói à tặng tôn tạc ngoan tán mị vương kia là nhất định ta đồng ý người lớn mật tán đi ờ nhưng mà con nghe nói mị vương kia rất xinh đẹp lại còn là một hồ ly đó nếu như người tán được về Đừng nói là nhân loại và quỷ giới không thể nào sinh sản được Ta khắc có cách à, Miễn là cái khẩu đẹp mắt cũng được rồi <laughs> Người đừng có sợ âm ty tì tìm người về gây phiền phức Nếu như bọn chúng dám đến Cứ nói với thằng già già Thằng nào đến ta giết thằng đó Ta đánh gãy cả ba cái chân Ta cho não của nó trộn mê hành Mà hấp ăn luôn đó Còn mẹ nó chứ tảng Gia Gia cũng thật là bá đạo mà vương bình cũng phát hiện ra một vấn đề lão cha mình nói không sai quả nhiên tằng gia gia của mình chính là một kẻ quá là tặc gia người ta đều nói cái gì mà phải biết ấy làm người bề trên thì phải chính ngôi để cho bề dưới đừng có lộng hành ấy vậy mà tằng gia gia lại cười vui vẻ với mình về vấn đề này như vậy ờ à, tằng gia gia vậy con sẽ thay lão cha của con hoàn thành cái tâm nguyện này vương bình cười nói tốt, tốt, không hổ là tặng tôn tắc của ta. <laughs> Vậy mới tốt. Chương 361 Con trai, người nhớ kỹ. Lần đây đây là lần đầu tiên Lão Vương Thông Thiên nói chuyện với Vương Bình. Hai người nói chuyện với nhau quả nhiên không có hề có ngăn cách. Trò chuyện một hồi đã cười toét toét. Có lẽ đây là do huyết thống thân cận cho dù lần đầu tiên nói chuyện cũng không có lạ lắm Tặng tôn tạc ngoan Ta nghe lời tên tôn tạc kêu nói Người trong linh dị giới hòa hạ đã dạ con rất nhiều thành tựu Đó không hổ là tặng tôn tạc của ta Đó binh sĩ vương gia của ta là phải đứng trên đỉnh như vậy chứ à, Cảm ơn tăng gia gia đã khích lệ Người cũng không có kém đâu Con nghe lão cha con kể chuyện sự tình của người Quả nhiên rất lợi hại Nói người thích giết người là giết người Quả nhiên là sát phạt đó Đó Vẫn là tặng tôn tặc biết nói chuyện Không giống cái tên tôn tặc này Mỗi một ngày đều gọi ta là Lão già họm hẹm À, có câu nói gì nhỉ À, à, ta cảm thấy bị tổn thương đó Là không, lão cha của con vẫn rất tôn kính người đó Chỉ là à, Giọng điệu của lão cha con chua hoa thôi Nhưng trong lòng lại mềm như đậu hũ đó Tặng tôn tặc đừng có nói tốt cho trả người hai người ngươi một câu ta một câu vô cùng hòa thuận ở một bên lão vương quyền đang ngồi đó mà biểu môi hai người các ngươi đừng có mà nâng đỡ vỗ bông ngựa lẫn nhau mà lão vương thông thiên quay lại cười cười nhìn sang lão vương quyền sau đó nhìn xuống hai chân không cần nói cũng biết lập tức lão vương quyền run lẩy bẩy sau một khắc lão vương quyền giơ tay hô to một tiếng nói vào đầu bên kia điện thoại cho vương bình nghe Tiểu tử tăng gia gia của ngươi rất châu bò đó Là tuyệt nhất là thiên hạ đệ nhất là duy ngã độc tôn đó Là đứng đầu của linh dị giới à, à, Đau đau Gia gia Đừng nói nữa Ta không tha cho ngươi đâu Lão vương thông thiên hài lòng Vốt vốt tròm dâu bạc phơ Móc ra một bình thuốc đưa cho vương quyền Người cầm lệnh Thấy thế thần sắc của lão vương quyền vô cùng bi phẫn Lại vui vẻ ra mặt Mặc dù không có tình nguyện Nhưng trong đầy lòng tràn đầy vui vẻ ê, ê, Lão giả họm hẹm thật là tốt mà Con trai của người tặng ra ra Của ngươi rất châu bò Nhớ kỹ tặng ra ra của ngươi rất châu bò đó Nói xong Mở bình thuốc lấy ra một viên đan dược Bóp nát thành bột vụn Vậy vậy lên chân của mình Bột vụn sủi bọt lên như là bọt biển Lập tức lã vương quyền cảm giác Như là xương cốt của mình có biến hóa Xương cốt từ từ liền dần lại thậm chí còn có phần rắn chắc hơn trước nếu như nói trước kia đã là sắt hiện tại thì có lẽ giống như là hợp kim không thể nào bị phá vỡ roger đứng ở một bên vô cùng kinh dị cái đàn dược này quả nhiên không có đơn giản mặc dù trong nháy mắt không có liền lại được xương cốt nhưng lại có tác dụng cường hóa thêm xương cốt giống như là dục hỏa trùng sinh vậy xem ra lão vương thông thiên đánh gãy chân lão vương quyền không phải là vì việc đi tán vương mị vương mà chuyện này chỉ là một nguyên nhân rất nhỏ trong đó có lẽ lão vương quyền chưa hề nói sự tình của mị vương lão vương thông thiên cũng vẫn cứ có lý do nào đó để tìm đánh gãy chân của lão vương quyền là chính là mục đích để cho lão vương quyền đan dược để tăng cường thể chất ê nhóc con vương quyền này có lẽ là vương thông thiên lão gia tử sẽ nhất định đánh gãy chân của người bằng cách này hay cách khác đó Roger nỉ non ở trong lòng Vương Bình nghe lời của lão cha truyền đến Giờ khóc giờ cười Hắn bây giờ không có ở đó Bởi vậy hắn không biết Tằng Gia Gia vương thông thiên cho lão cha của vương quyền cái gì Vậy mà lão cha lại kích động đến như vậy Ê, Lão cha của mình là khác tình với tằng Gia Gia đó Vương Bình nghĩ đến như thế Lúc này ở đầu bên kia điện thoại lại truyền đến Ờ, tặng tôn tạc ngoạn ngươi còn ở đó không à con đây con đây tăng gia gia con đây vừa rồi à, vương quyền nói với người đạo hạnh đã tám trăm năm cái này có phải là thật hay không lão vương thông thiên khuôn mặt cũng bắt đầu hiện lên tê kinh ngạc thậm chí là không tưởng tượng nổi hiển nhiên đạo hạnh của vương bình làm cho lão vương thông thiên cũng chấn kinh Tăng gia gia cái này là thật đó đạo hạnh của con à, cứ thế tu luyện có lẽ cũng có liên quan gì đó đến Bạch Trạch đó. Vương Bình cũng không có ý định nói thật. Dù cho nói thật, khẳng định là người ta cũng chưa chắc đã tin. Lão cha của Vương Quyền mình là một ví dụ. ở Bạch Trạch sao? À, có khả năng như vậy. Dù sao ở thần thú kia à, cũng đã tuyệt diệt từ tổ tiên rồi. À, có lẽ cũng không ai biết được thần thú có năng lực như thế nào. Lão Vương Thông Thiên xoa xoa tròn dâu bạc lại nói... Nằm đó hoàng đế có được Bạch Trạch Hắn cũng không có công bố sự tình của Bạch Trạch ra Xem ra là vì sợ nó quá là biến thái được Ai Quả nhiên nó tầng tôn của ta Là lợi hại Đến cả Bạch Trạch cũng quan tâm Ê... Gia phả nhà chúng ta lại thêm một tầng nguy hoàng Sau đó Vương Bình và Vương Thông Thiên Trò chuyện đủ thứ nói chuyện một lúc rất lâu à tầng tôn này gần đây u minh vương quật không có động tĩnh gì à thời địa hầu hết thời gian ta cùng uh, tôn tặc uh, sẽ đi gặp nhau một chút để ta xem cuộc sống của ngươi ra làm sao được như vậy còn gì bằng vương Minh cười cười nói này à uh, lễ vật ta cho ngươi có hài lòng hay không nhớ kỹ giữ gìn cẩn thận lễ vật thứ hải đó vương thông thiên như nhớ ra điều gì nói vương bình giật mình nói đến quà tặng mà tặng ra ra cho cũng chính là cái hộp kia mà mình đã quên mất mình đã mở tầng thứ nhất của lễ vật à, à là hài lòng là rất hài lòng đó. vương bình làm bộ mình đã mở ra lễ vật thứ hai <laughs> hài lòng là tốt rồi không nói nữa bây giờ không còn sớm người màu 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 ta sẽ cùng đi tìm tầng tôn tặc của người đội lúc lão vương thông thiên chuẩn bị cúp điện thoại Lúc này, Lão Vương Quyền lại cướp lấy điện thoại dặn dò Ê tiểu tử nhớ đó, chở chân của ta liền lại Ngươi không tán được mị vương ta đánh gãy chân người đó à, Tôn tặc, euh, ngươi phải à, mặc kệ cái thằng này đi Tăng ra à, ra, dạ dạ, ta không đánh lại người Nhưng mà, nhưng mà à, à, á, à, à. Lão Vương Thông Thiên méo mó Ê, Ra, gia, gia người đã từng nghe qua chứ. Thật sự là mọi tội lỗi của cha thì con phải gánh, đây là truyền thống mà. Cùng lúc đó, ở bên kia điện thoại, Vương Bình lại nghe thấy hai ông cháu nhà đó lại bắt đầu đấu võ mồm với nhau. Vương Bình mỉm cười, lắc đầu thở dài. À, lễ vật của thằng gia gia, làm sao mà mình lại quên mất. Vương Bình lấy từ trong túi chữ vật ra một cái hộp, mở ra tầng thứ nhất. Vương Bình cầm chìa khóa Cắm vào cái lỗ khóa tầng thứ hai Sau đó nhỏ vào đó một giọt máu Đẩy một luồng hạo nhiên chính khí của mình vào Vương Thông Thiên chuẩn bị lễ vật Mình cũng rất quan tâm Bốp một tiếng Tầng thứ hai của cái hộp mở ra Này không phải là một cái nhẫn siêu đẳng đấy chứ Vương Bình lẩm bẩm. Lần thứ nhất có được cái hộp của tầng ra ra Vương Bình một mực liệu rằng ở bên trong có một cái nhẫn siêu đẳng hay không Lâu như vậy rồi mình còn chưa mở tầng thứ hai Khi hắn còn đang suy nghĩ Trong tâm niệm như vậy Vương Bình mở hộp thứ hai ra Mắt thấy thì hắn trợn lên Miệng há hốc Này có một cái nhẫn Này quả nhiên ta là có cái miệng khai quang Vương Bình kinh ngạc Lúc mình mở cái tầng thứ hai Không nghĩ đến thật sự lại có một cái nhẫn Chương 362 lễ vật tầng thứ hai tầng thứ hai của hộp gỗ ở bên trong có một cái nhẫn tối như mực đang lặng lặng ở đó vương bình vô cùng kinh ngạc không nghĩ tới lại có một cái nhẫn nhìn cái nhẫn vô cùng cổ xưa cái nhẫn được điêu khắc những hoa văn cổ đại toàn thân đen xì xì không phải loại đen như than củi mà là một loại đen óng ánh cẩn thận nhìn kỹ cái nhẫn trông giống như là hắc ám thâm uyên một mảnh đen kịt chỉ có ánh đèn chiếu vào thì mới lập lòe lên ánh sáng. Ánh sáng kia trông như là ma nhãn vậy. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, rõ ràng là cổ xưa tinh xảo. Đeo cái nhẫn lên ngón tay trỏ, sau đó xòe năm ngón tay ra xem xét thật kỹ. Ê, còn may, nó cũng thật là kỳ lạ đó. Vương Bình hài lòng, tạo hình của cái nhẫn mang lên tay cũng rất đẹp, làm cho người ta nghĩ đến một cảm giác thần bí, chứ không phải là giống như một cái nhẫn trang trí. Đột nhiên một chuyện bất ngờ xảy ra, đeo cái nhẫn vào ở bên ngoài hiện lên những đường vân kỳ lạ đường vân lóe lên ánh sáng rồi biến mất vương bình cảm giác cái nhẫn bắt đầu liên thông với huyết mạch của mình đây là vương bình giật mình quan sát bên trong thân thể là giới chỉ chữ vật vương bình cảm thấy ở bên trong có một không gian rất nhỏ không sai biệt lắm chỉ chứa được độ một người thoáng chốc hắn nhìn chằm chằm kinh hô Ê thật sự là có lão già ra ở trong không gian Xác thực là có một người Là một lão nhân Sắc mặt của Vương Bình ngây ngốc Ê, Cái miệng khai quang Lại tiếp tục hiển linh sao Mình chỉ nói như vậy thôi Nào ngờ lại có cả cái nhẫn Mà bên trong cái nhẫn lại có cả một lão già già Giống như trong những tiểu thuyết tiên hiệp Vương Bình chấn động trong lòng Còn đang suy nghĩ Này liệu rằng có phải lão ra ra cho mình một cốt linh lãnh hỏa chứ? Ê, sau đó ta đến bái làm thầy, rồi dẫn dắt ta trở thành một người bá đạo, người người kính sợ. này, lúc đó ta sẽ trở thành đấu la đại lục đại hiệp. nghĩ đến đây, vương bình đem ý nghĩ trong lòng nói, Ờ quậy. vương bình vội vàng, đưa hai tay quẹt quẹt miệng mình, thôi được rồi, đừng nói nữa, đừng có nói nữa. sau đó, Hắn nghĩ đến cái việc lão gia ra ở trong cái nhẫn biến mình trở thành đấu la đại lục đại hiệp trong lúc kích động à, nếu như mà ở gia hỏa này là dược lão vậy tằng gia gia làm sao mà khống chế được dược lão giống như trong đấu la đại lục vương bình bỗng nhiên suy nghĩ hão huyền nếu như đây là dược lão như ở trong đấu la đại lục tằng gia gia không phải là chạy đến thế giới của đấu la đại lục nói với dược lão à ta chuẩn bị giết người để làm lễ vật cho tằng tôn tặc của ta đó nói xong tằng gia gia vương thông thiên một trưởng đánh chết dược lão lấy thi thể của dược lão mang về Hình ảnh này quá mức kinh dị à, Thôi thôi, mình đã nghĩ vớ vẩn cái gì vậy Bỏ đi ý nghĩ trong đầu Vương Bình bình phục Quan sát lão nhân ở trong cái nhẫn Lão nhân này mặc trang phục cổ đại Không biết là ở niên đại nào Vương Bình đã đọc qua lịch sử của Hoa Hạ Cũng không tìm ra Lão nhân kia mặc trang phục gì Trang phục xưa cũ Làm cho người ta có cảm giác như là trang phục Từ thời chiến quốc Nhưng lại giống như trang phục của đạo sĩ Đang nhìn lão nhân Dầu tóc bạc trắng Rõ ràng là một lão nhân Thế nhưng da thịt lại hồng hào Đang lặng lặng nằm trong cái không gian chữ vật của cái nhẫn không nhúc nhích Là đã chết sao Vương Bình nghi hoặc Lão nhân dường như không có thở Đây là một bộ thi thể Mặc dù không có đem thi thể của lão nhân ra khỏi cái giới chỉ chữ vật Nhưng qua một phen điều tra Vương Bình xác định lão nhân kia đã chết Không có hô hấp Cũng không cảm giác được nhịp tim đập Biết được lão nhân đã chết Vương Bình đau đầu Ê, Cái nhẫn thì đã có Lão nhân cũng đã có Thế nhưng mà Đừng nói là lão gia gia sống chứ Đây là lão gia gia đã chết mà Sau nửa ngày kích động một trận Lúc này Vương Bình cảm giác Không biết hình dung ra làm sao Ê, Lễ vật tầng gia gia này Vương Bình nhịn không được mếu máu Tầng thứ nhất là một cái áo thôn Có viết chữ tôn tặc Vương Bình đã cảm thấy đủ hù dọa Hiện tại xem tình huống này Vương Bình có lẽ đã đánh giá thấp suy nghĩ của tầng Gia Gia Lễ vật tầng thứ hai lại còn kỳ quặc hơn Trực tiếp đưa cho mình một người chết Lại còn là một lão nhân chết Quan trọng lại còn là nam chứ Trên thế giới này Khẳng định là không có trưởng bối nào Mà lại cho họ bối của mình một cái thi thể Vương Bình cảm khái không thôi Nói như vậy Ê, cái này gọi là cái gì mà mà bảo vật đâu nó giống như là cái kỷ niệm đồ vật vậy ở bên trong có một bộ thi thể ê, lão già tặng gia gia của mình quả nhiên là người kỳ dị mà tặng gia gia người nói cho con một cái thi thể cũng không sao nhưng tốt nhất là đưa cho một em gái xinh đẹp như là cô giáo thương được không vóc người đẹp một chút còn có thể tốt xấu gì nhân lúc thi thể còn nóng ê, sẽ làm gì đó vậy lại còn đưa cho một người đàn ông, con đâu có phải là đồng tính đâu, lại còn làm một lão già vương bình hướng về lão nhân ở trong cái giới chỉ chữ vật lẩm bẩm, Tặng gia gia lại còn dặn mình phải giữ gìn lễ vật cẩn thận, lão nhân này chắc chắn không phải là đơn giản, đây là quỷ hay là người? liệu có phải đứng dậy hay không? Tặng gia gia này lấy được cỗ thi thể này ở đâu? này, cái giới chỉ chữ vật này xảy ra chuyện gì? đây là không gian tặng Ra Ra lấy cái giới chỉ chữ vật này ở đâu vậy hắn không tin tặng Ra Ra của mình vô duyên vô cớ lại cho mình một cỗ thi thể tuyệt đối ở bên trong là phải có huyền cơ chỉ là mình chưa phát hiện được điều đáng tiếc là vương bình xem tới xem lôi nửa ngày cũng không nhìn ra ở bên trong giới chỉ chữ vật ngoại trừ lão nhân cũng không có thông tin nào khác duy nhất thông tin đó là trang phục của lão nhân có thể đánh giá ra một chút gì đó có lẽ lúc nào đi hỏi bọn trương hạo xem bọn họ có thấy qua loại trang phục như thế này không vương bình lẩm bẩm sau đó giờ điện thoại vào trong cái không gian chữ vật chụp ảnh của lão nhân kia điều đáng nhắc tới là vương bình không có đi chụp mặt của lão nhân mà chỉ chụp quần áo làm xong xuôi vương bình nhìn về phía tầng thứ ba của hộp gỗ hộp gỗ có ba tầng mỗi một tầng đều có điều kiện thì mới mở ra được điều kiện tầng thứ ba đó là đạo hạnh phải đạt đến ngàn năm Tầng thứ nhất là cái áo thôn Tầng thứ hai là thi thể Vậy tầng thứ ba là cái quái gì đây? Vương Bình vô cùng hiếu kỳ Tầng ra ra kỳ dị sẽ cho lễ vật gì đây? Cái gì còn kỳ dị hơn cái thi thể nữa? Đúng lúc này Điện thoại có về tin báo tới Tầm điện thoại xem là U Vương gọi Nhắn tin Đây là lần đầu tiên U Vương chủ động gửi tin nhắn cho Vương Bình Vương Bình mở tin nhắn U Vương gửi đến một tấm hình Là một tấm hình chụp ở dạp chiếu phim Xem tấm hình Dạp chiếu phim Đang chiếu bộ phim Đội trưởng người Mỹ Ê, Cái gì vậy? Ê, không phải là đội trưởng Mỹ Là Captain Marvel Tiểu Điệp nói Quay nâng người, người nước ngoài Làm phim viễn tưởng cũng không có tệ đâu Người đi ra ngoài chơi có xem hay không? Ôi yêu vương đáp à, Không xem Tôi còn đang định Quay về tìm cô đi xem đó Tiểu Điệp Không sao Trở về ta cùng người đi xem Ôi yêu vương Ê, lời này thật là tốt đó Ê, Tôi cũng vô cùng cảm động Sau đó hai người tiếp tục trò chuyện những chuyện khác Ê, Ta thấy ở trên vê tin nhắc Là sắp đến sinh nhật của ngươi có phải hay không Ô yêu vương nói à, Là thông tin cá nhân trong vê tin sao Đúng là sinh nhật của tôi đó Trường 363 Trong vòng một đêm Thế nào Người có muốn quà gì hay không? Ôi yêu Vương đáp Này, cô định tặng quà sinh nhật cho tôi hay sao? Rất hiển nhiên là U Vương muốn tặng quà sinh nhật cho Vương Bình Nàng cũng chưa từng nói đến chuyện yêu đương Nhưng cũng không phải là ngốc Tặng quà là việc mà những tình lữ hay làm với nhau Đối với việc U Vương muốn tặng mình quà Vương Bình cũng kinh ngạc, trong lòng cũng ấm áp Tiểu Diệp này thật sự là muốn cùng mình quan hệ qua lại Chứ không phải là qua loa quen biết U Vương 10 ngày qua, Vương Bình có thể nhìn ra được tính cách của nàng, tính cách của nàng cũng rất là trong sáng nhưng lại giống như là những nữ hài vậy. Thuộc loại thanh thuần hoạt bát, nhưng cũng không hề phóng khoáng, cũng có chút bảo thủ, cũng khát vọng tình yêu. Trên thực tế, đúng như là Vương Bình suy đoán, những ngày này ở bên nhau, U Vương cũng rất khai tâm, trải nghiệm những thứ mà trước đây nàng cũng chưa từng thấy bao giờ cả. Mỗi một ngày ở bên Vương Bình, đều là một ngày trải qua những điều mới mẻ. Ô yêu vương nói, được rồi tặng cái gì cũng được. Ê, chỉ cần đừng có bắt chết trưởng bối của ta tặng lễ vật là được rồi. Tiểu điệp, lễ vật gì? Ô yêu vương, à, tôi cũng không biết nói như thế nào cả. Dù sao nó cũng rất là kỳ quặc đó. Kỳ quặc à, đến mức giống như là người ta tặng cho cô một cỗ thi thể làm quà sinh nhật đó. Vương Bình cũng không quyết định nói cho U Vương chân tướng, bởi vì nói ra U Vương cũng không tin, thậm chí sẽ càng gây lên nghi ngờ giống như là đưa một cỗ thi thể sao này ta cảm thấy ngươi đang ám chỉ ta sao bảo ta đưa cho ngươi một cỗ thi thể ấy không không tôi tôi chỉ là ám chỉ cô à tôi muốn cùng với cô trong vòng một đêm thế nào người đó ăn nói người tặng người muốn lễ vật gì thì cứ bảo đi ta đâu có ngại đâu Vương Bình thật sự là sợ U Vương tặng cho mình một cỗ thi thể. Ây da! Lúc đó, ở dưới hang sâu trong lòng đất, tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến giống như là tiếng giày cao gót, mang theo nhịp bước trông vô cùng si mị. Ở trong hang động một đám tà nhân linh nhìn thấy cùng ngoái nhìn nhau. Một đạo thân ảnh yêu kiều xuất hiện. Nàng xuất hiện làm cho cái hang tối này cũng có thêm màu sắc. Tất cả tà linh trong mắt hiện lên hâm mộ trong không khí tràn ngập mùi thơm làm cho người ta mê muội là một nữ tử khoác áo dài dáng người thướt tha eo như là mảnh liễu đôi môi đỏ rực mỗi một cái nụ cười một cái cao mày đều thể hiện rõ sự yêu dã bước chân của nàng uyển chuyển nhẹ nhàng nhanh nhẹn như là nhảy múa có một loại thu hút lòng người tất cả nhóm tà linh trong hang động nhìn nữ tử này rất nhiều lần nhưng mỗi một lần nhìn đều bị cảm thấy hấp dẫn Hồn phách cảm giác như bị câu đi Là quá đẹp Nữ nhân kia trước sau lùi lõm Da thịt vóc dáng vô cùng dụ hoặc Có thể câu lên dục hỏa trong lòng của đàn ông Nếu như ở thời cổ đại Tuyệt đối không thể nghi ngờ Nàng tuyệt đối là hoa khôi Thế nhưng nếu như chỉ nói về dung mạo của nàng Thì phải nghĩ đến là sai nếu như chỉ nhìn dung mạo của người thì cũng không thể cân nhắc được. Một nhóm tà linh bây giờ bị hấp dẫn nhưng cũng không có dám nhìn nhiều. Chỉ là vụng trộm nhìn sau đó lập tức thu hồi lại ánh mắt. Bởi vì bọn họ biết rõ thân phận của nữ nhân này. Hơn nữa biết rõ nữ nhân này đại diện cho điều gì. Nếu như dám nhìn nhiều khẳng định là sẽ bị coi như khinh nhờn. Cục diện sẽ rất thảm thiết. Không ai cứu nổi. Mị vương đại nhân. Đám tà linh lập tức quỳ xuống trong giọng nói thành kính còn lộ ra ngưỡng mộ thình lình nữ tử này làm cho chúng nhân giận mình lại chính là âm ti vương là mị vương đây chính là người đàn bà mà lão vương quyền bảo vương bình đi tán ở trong âm ti vương nếu như nói u vương là nữ hoàng đế uy thế ngập trời độc đoán thiên hạ vậy thì mị vương chính là nữ vương yêu mị cao lãnh cả hai khí chất hoàn toàn khác biệt nhau Mị vương liếc nhìn qua đám tà linh Giống như là nữ vương đang quan sát chúng sinh Đôi mắt đảo qua yêu mị khuynh đảo Nàng cất bước đến cửa động của U vương Cứ như vậy lặng lặng đứng ở đó Không bao lâu sau Âm khí sương mù tràn ngập Bắt đầu tuôn ra Trong sông mù mông lung U vương đi ra U vương đại nhân Mị vương mở miệng Âm thanh thấm vào đến tận xương tủy Dựa theo cách nói của Vương Bình mà nói Rất có thể là nghe thấy cái giọng nói này sẽ giải ngũ về quê mất Nói tục tạ tiểu một chút Đó chính là âm thanh của Mỹ Vương Có thể làm cho người nghe à, xuất ra mất Đối với việc Mỹ Vương gọi U Vương là đại nhân Bọn Tà Linh cũng không có gì kỳ lạ Bởi vì Mỹ Vương đều gọi những vị Vương khác thẳng tên Chỉ có là đối với U Vương thì mang theo tia tôn kính Tất cả Tà Linh của âm ty đều biết rõ Nghe nói U Vương chính là sư tôn của Mị Vương Mị Vương là đồ đệ mà U Vương đã chính tay dạy rõ Sư đồ đều là Vương Đây là sự tình mà thế nhân khó có thể tưởng tượng nổi Ấy vậy mà lại phát sinh Hai vị nữ Vương duy nhất của âm ty Lại tụ họp lại với nhau Làm cho bọn tà linh trợn mắt Còn người lập lòe Đây rõ ràng là hai vị nữ Vương Thế nhưng hoàn toàn khác biệt Khí chất ngược đối với nhau Nhưng đều là đẹp đến mức mê người U vương vung tay một cái, âm thanh lạnh lùng. Đi theo ta. Sau đó, U vương và Mị vương rời đi dưới hang sâu. Bọn Tà linh cũng không biết các nàng đi làm gì. Cho đến khi hai người rời đi, bọn Tà linh lúc này mới dám mở miệng nói chuyện, trong mắt vẫn lóe lên hâm mộ. Bảy đời này có thể thấy được một trong hai vị vương của chúng ta mà ưu ái thì ta có chết cũng không tiếc. Người bỏ ý nghĩ đâu đi. Loại tồn tại đó thì chỉ có vương mới xứng đáng U vương đại nhân và mỹ vương đại nhân Đến nay vẫn còn độc thân Không biết ai có thể cưới được các nàng Này này Nếu như các người có thể đồng thời đạt được U vương và mỹ vương Này vậy thì sẽ ra làm sao Ta nghĩ cũng thật là sướng đó Đến nằm mơ cũng phải cười đó Thế gì Ta cảm giác tổ tông 18 đời của ngươi cũng cười đó Này này ta nói Các người đừng có suy nghĩ hão huyền được không có ai có thể đồng thời lấy được cả hai nàng hay không? Chỉ cần lấy được một nàng thôi cũng là hạnh phúc của tổ tiên tám đời rồi. Đừng có hòng trông cậy vào đến cả hai nàng. Đúng, đúng, đúng. Chỉ cần một nàng thôi cũng đã là tuyệt vời rồi. Lúc này, ở một rừng cây cách 10 dặm, U Vương và Mỹ Vương hiện thân. Cảm giác được xung quanh không có người, Mỹ Vương trực tiếp quỳ một chân trên đất trước mặt U Vương. Tiểu chủ nhân, Mị vương chớp chớp đôi mắt xinh đẹp Nở ra một nụ cười Mang theo mị hoặc Không ai nghĩ đến Mị vương và U vương căn bản không phải là quan hệ thầy trò Quan hệ giữa hai nàng chính là chủ tớ U vương làm chủ Mị vương là tớ Mị nhi Ta không phải đã nói sao Đừng gọi ta là triệt tiểu chủ nhân Ta chưa từng coi ngươi Là nô bộc. U vương bắt đầu lộ ra Chân dung thanh thuần Không ở trong lòng của Mị Nhi chủ nhân mãi mãi là chủ nhân, năm đó nếu như không có người, Mị Nhi đã chết, là người cứu ta. Lúc này, Mị Vương yêu mị bây giờ đã tràn ngập nghiêm túc nói. Chương 364. Gà cho gà thì theo gà, gà cho chó thì làm chó. Đối với bên ngoài, U Vương Đối với Mị Vương là quan hệ thầy trò, đây cũng là lý do vì sao Mị Vương lại gọi U Vương như vậy. Sự thật, U Vương và Mị Vương không phải là sư đồ, cả hai giống như chủ tớ, giống như tỷ muội. Năm đó, khi U Vương còn chưa làm vương, thậm chí còn chưa đạt đến lệ quỷ, chỉ là một cô hồn dã quỷ. Một lần kia, thời điểm U Vương còn là cô hồn dã quỷ đã cứu được Mị Vương, từ đó hai người nương tựa vào nhau. Từng bước từng bước từ cô hồn dã quỷ đạt đến âm ti vương mỹ vương sở nhị dĩ gia nhập âm ti kỳ thật cũng là vì u vương đã gia nhập âm ti mỹ vương cũng gia nhập theo mỹ vương gia nhập âm ti căn bản chỉ là vì u vương mà thôi Không có ai khác ngoài dạ vương biết được bộ mặt thật của U vương. Chính cũng chỉ có Mỹ vương mà thôi. Tổng vương sự tình bọn họ làm thế nào? u vương lại hỏi tùng vương đã cùng người của quốc gia chấp trưởng tiếp xúc với nhau hai bên đều đã có hiệp nghị mỹ vương đáp u vương gật đầu sau đó hai người trò chuyện một chút sự tình của âm ty một lúc sau mỹ nhi thế giới của loài người mỗi một ngày đều biến hóa ta xem đàn ông tặng quà cho đàn bà đều cũng đã bịp bợm đến mức biến đổi người nói đàn bà tặng quà cho đàn ông nên tặng cái gì thì tốt hoặc là nói người cảm thấy đàn ông sẽ ưa thích đàn bà tặng quà gì ô vương đột nhiên hỏi mỹ vương như vậy mỹ vương có chút giật mình đôi mắt đen chớp chớp suy nghĩ một lát rồi nở một nụ cười hiện tại thế giới là người đã vô cùng thay đổi trước kia chỉ có tết thất tịch hiện tại một năm còn có rất nhiều lễ Riêng lễ tình nhân đã có Valentine trắng, Valentine đen Thậm chí còn có cả Valentine đỏ, xanh, vàng, tím Nếu như nữ nhân muốn tặng quà nam nhân Thì rất là khó Nam nhân tặng quà nữ nhân chỉ cần kim cương, đồ trang sức trang điểm Còn nam nhân ta cảm thấy bọn họ rất ưa thích à, Là... Là chính bản thân nữ nhân đó đây là lễ vật tốt nhất nói xong mị vương che miệng cười khúc khích u vương trợn mắt giận giận nói mị nhi người gần đây qua lại thế giới của loài người đã học rất nhiều cái xấu đó mị vương ánh mắt lộ ra kinh ngạc ngạc nhiên nhìn biểu tình của chủ nhân lại nói là như vậy sao nàng biết u vương khác biệt với mình mình là hồ quỷ đối với tình yêu trời sinh đã luôn có hứng thú mà U Vương thì không phải Bản thân của U Vương rất thanh thuần Đối với tình yêu Có lẽ cũng không thể nào có biểu tình đen tối gì Mị Vương vốn đang nghĩ Mình nói ra câu này xong U Vương khẳng định sẽ không có ý tứ gì ấy thế nhưng thời điểm nói ra Có thể trêu đùa U Vương một chút Thế nhưng xem ra bây giờ U Vương lại hiểu lời mình đang nói Mười ngày qua không gặp Tiểu chủ nhân tại sao Lại hiểu thế giới của loài người như vậy Thay đổi rất lớn Tiểu chủ nhân, người có thể nghe hiểu ta nói gì sao? Mị Vương hiếu kỳ, ta hiểu. U Vương cười nói, gần đây thường xuyên nghe những cái này, mưa dầm thấm lâu, ta nghe cũng hiểu. Thường thường xuyên nghe những thứ này sao? Mị Vương đưa ngón tay vuốt vuốt trên môi. Tiểu chủ nhân, người nghe những thứ này ở đâu vậy? Giống như nghĩ đến điều gì đó, Mị Vương kêu lên một tiếng. Tiểu chủ nhân Không phải là người người đang nói đến chuyện yêu đương chứ Làm quỷ Tục xưng là hồ ly tinh Mỹ vương trời sinh đối với chuyện tình yêu Trực giác cực kỳ nhạy bén U vương cũng không có giấu giếm Mỹ vương Cười yếu ớt Là lão giả dạ vương giới thiệu cho ta một đối tượng Người đó cũng rất thú vị đó Tiểu chủ nhân Người người yêu người kia sao Mỹ vương đang hổ nghi không thôi là lão giả dạ vương giới thiệu Liệu có đáng tin cậy hay không <laughs> Yêu thì chưa đến mức Ta chỉ là cảm thấy hắn rất thú vị Chứ chưa phải là yêu Nói đến đây U vương nhớ lại những ngày tháng Ở bên vương bình Nghĩ đến vương bình mang mình đi câu quỷ nước Đi nhà ma dọa người Không khỏi làm cho nàng mỉm cười Này Đáng tin cậy sao Ờ à, ta cho rằng dạ vương giới thiệu đối tượng không có đáng tin cậy đâu kiểu gì cũng làm ra vấn đề đó đúng vậy thật sự là sẽ có vấn đề tiểu ô kia rất keo kiệt cũng rất là đen tối nhìn nụ cười của u vương đôi mắt đẹp của mỹ vương lấp lóe tiểu ô này không đáng tin cậy tại sao còn chọn hắn làm đối tượng đúng vậy không đáng tin cậy thế nhưng ở bên cạnh hắn rất thú vị có nhiều điều ta không hề nghĩ tới thú vị như vậy ta thậm chí còn nghĩ thế giới này còn có sự tình như vậy sao khuôn mặt thanh thuần của u vương treo lên một nụ cười còn không có giống u vương một chút nào cả mị nhi người biết rõ cần câu ngoại trừ câu cá còn có tác dụng gì sao còn có thể làm gì được là đi giết người ạ à? không cần câu có thể câu thủy quỷ đó ạ à, Câu thủy quỷ sao Khuôn mặt tinh xảo của Mỹ Vương Hiện ra ngạc nhiên Sau đó U Vương bắt đầu thao thao bất tuyệt Kể sự tình Vương Bình mang mình đi câu thủy quỷ Rồi đi trêu đùa quỷ treo cổ Nói xong U Vương cũng mỉm cười Nàng không nghĩ tới Mình nhớ đến chuyện này Lại vui vẻ như thế Trên môi của nàng dường như đang nở một nụ cười hạnh phúc Mỹ Vương nghe vậy thì kinh ngạc không thôi Cái này là cái quái gì vậy Tiểu chủ nhân cái đối tượng kia cũng quá là lợi hại Đến như vậy cũng có thể nghĩ ra Tiểu chủ nhân Đối tượng này Trí tưởng tượng cũng rất là phong phú Vậy sự tình người tặng quà Đối tượng này là cho hắn phải không Đúng vậy Mị Nhi Người, người lại còn bảo Ta tặng Ta tặng Nghe như vậy Mị Vương lẻ lưỡi Tiểu chủ nhân Ta chỉ là đùa một chút thôi Đừng nghĩ là thật Ta cảm thấy tặng đàn ông lễ vật gì không quan trọng Quan trọng nhất là tấm lòng thôi Đàn ông sẽ cảm nhận được Đó là lễ vật tốt nhất đó Tấm lòng sao Ô vương gật gật đầu Được rồi ta về ta sẽ suy nghĩ lại Được vừa rồi điện vương không về Ờ à, Bây giờ Vương thông thiên không phải là vương gia của gia chủ Đã thành người khác Điện vương Cũng đã có giao thủ với vương gia gia chủ đó Người biết không Tiểu chủ nhân Người muốn hạ tay với vương gia sao Không Vương gia không động đậy Bọn họ nội tình thâm hậu Tùy tiện động thủ chúng ta sẽ ăn thiệt thòi Ngũ tính thất vọng Một nhà này Bị có phát xảy ra vấn đề Thì những nhà khác sẽ không ngồi yên mặc kệ đâu Mỹ vương nghe vậy cũng gật đầu đồng ý U vương nhẹ giọng Người đi điều tra xem Người thừa kế vương gia kia như thế nào Cấp dưới có báo cáo Người thừa kế của vương gia Tự hồ đạo hạnh cũng đạt đến 400 năm đạo hạnh đó Đạo hạnh 400 năm Nghe nói Hắn mới hơn 30 tuổi Mạnh như vậy sao Cho nên Người đi xem một chút Nếu như người có thể kéo hắn vào âm ti Vậy kéo vào đi Bằng vào mỹ công của ngươi Ta nghĩ sẽ có cơ hội Nói đến đây U Vương đôi mắt đẹp lấp lóe Kéo người thừa kế của Vương Gia gia nhập vào âm ty Ta nghĩ ngũ tính thất vọng sẽ không nghĩ đến đâu Bất quá khả năng này cũng không cao Cứ thử một lần Nếu như thành công hay không cũng không quan trọng Không ảnh hưởng đến kế hoạch của sổ sinh tử Vâng, tiểu chủ nhân Mấy ngày nữa ta sẽ đi xem Mị Vương đáp lại Mấy ngày sau Đây không phải là thời điểm Người không sát sinh sao Tính toán cũng không có việc gì Ta chỉ để ngươi đi tiếp xúc Chứ không phải là để ngươi giết người thừa kế của vương gia U vương nói xong rời đi Nàng còn rất nhiều chuyện phải làm Trước khi đi nói Nếu như ngươi Tìm được kết cục tốt Vậy gả đi Ta không hy vọng Ngày nào đó ta tìm được kết cục tốt Mà ngươi lại không có Nghe được lời của U Vương nói Mỹ Vương nở nụ cười Đến thời điểm đó ta và tiểu chủ nhân cùng nhau được gả đi. dù sao ta cũng là tôi tớ của người. gả cho gà thì làm gà, gả, gả cho chó thì theo chó. chúng ta cùng một chỗ. phục vụ đối tượng của tiểu chủ nhân cũng được mà. chương 365 người đó nói liền tha lên thiên. u vương ngỡ gõ vào cái mũi tinh xảo của mị vương không bao lâu sau nhìn hướng của u vương rời đi mị vương đứng ở trong rừng rậm tiểu chủ nhân ta không phải nói đùa đâu người cả đời là chủ nhân của ta ta vĩnh viễn đi theo người sau này người gả làm dâu của nhà ai ta sẽ làm dâu của nhà đó âm phong nổi lên mị vương biến mất trong rừng rậm lúc này ở tổng bộ nhân sĩ chính phủ tại đông hoàn sau khi đã hóa thân thành dáng người to lớn như Seaview, Vương Bình cùng với mộ dung phi và đạo sĩ nội ứng đang ngồi trong phòng khách. Ây à, tì đã biết rõ sự tình của bách quỷ dạ hành và cửu minh quốc. Các người sau này ra ngoài cẩn thận một chút đó. Mộ dung phi trầm giọng nói, lần này bọn đạo sĩ nội ứng gặp nạn nếu như không phải là Vương Bình kịp thời tới, hậu quả khó mà lường được. Nếu như cửu minh công chúa chết tại Hoa Hạ, rất có khả năng đem cửu minh quốc trở mặt là trách ta đó Ta không nên đi tìm đường chết như vậy Đầu nhảy disco gãi gãi đầu đứng dậy khom người Nhân sĩ chính phủ cũng không phải là ngu Cũng đã phân phó cao thủ Để bảo vệ cửu minh công chúa Dù sao cái này cũng dính đến sự tình thông ra Ảnh hưởng rất sâu xa Liên lụy đến cả Nơi âm khí cổ lão bộc phát chấn ngục chi địa Để phòng ngừa những sự kiện ngoài ý muốn Cân nhắc đến an toàn của cửu minh công chúa nhân sĩ chính phủ đã phái hai cao thủ bảo hộ nàng. Bất quá ngày đó chuyện xảy ra là bọn đầu nhảy disco tìm cửu minh công chúa đi dã ngoại nấu cơm. Còn để cho hai tên cao thủ kia đi mua sắm nguyên liệu nấu ăn. Từ khi cao thủ rời đi mới dẫn đến sự tình ngoài ý muốn phát sinh như vậy. Lần sau đừng đi tìm đường chết như vậy. Vương Bình gõ gõ vào đầu nhảy disco. Trước khi hồn lễ xong, các người tạm thời đừng có ra ngoài. Nếu như muốn ra ngoài báo với tao một tiếng. Còn nữa, các người phải mau chóng Thăng cấp lên tà linh đi Thành viên của bách quỷ dạ hành gật gật đầu Ánh mắt sáng rực Lần này trải qua nguy hiểm Bọn họ ý thức được thực lực quan trọng đến mức độ nào Nếu như không đạt đến tà linh Thì sẽ chịu mặc kệ cho người ta giày vò Sau đó mộ dung phi và mọi người An bài hôn lễ ở Đông Hoàn Bởi vì đây là lần hôn lễ của đạo sĩ nội ứng và cửu minh công chúa Xong xuôi ở đây còn phải đi hôn lễ ở cửu Minh Quốc Bởi vậy hôn lễ ở Đông Hoàn sẽ không có quá long trọng Nhưng cũng phải chuẩn bị tỉ mỉ Cũng phải là một hôn lễ trang trọng Những người mời đều là những người nhân sĩ chính phủ và yêu ma quỷ quái Bọn đạo sĩ nội ứng quen biết Có thể nói đây là một thời khắc lịch sử trong linh dị giới Là yêu ma quỷ quái và nhân sĩ đuổi quỷ Cùng tham gia hòa bình một hôn lễ Mộ Dung Phi hướng bảy quỷ nói Hỏi những nhân vật sẽ được mời sau khi ghi chép lại mộ dung phi hỏi vương bình ở sivu tiền bối người có muốn mời ai không nghe như vậy vương bình cười cười nói ta nghe nói âm ty sắp xếp sự tình ở hàn quốc hoa hạ có mấy vị trẻ tuổi đã ra tay ta muốn mời bọn họ đi mộ dung phi nói ở sivu tiền bối người muốn nói là vương bình tiên sinh và bọn trương hạo tiên sinh sao không sai ta muốn xem những người trẻ tuổi nhất của linh dị giới như thế nào Vương Bình gật gật đầu. Không ai biết Vương Bình lại chính là Civil, Civil lại chính là Vương Bình. Nếu như không có hành động này, thì Vương Bình lại chính là tự mình mời mình. Sở dĩ làm như vậy nguyên nhân quan trọng nhất, hắn không phải là muốn tự mời mình, mà là hắn muốn mời bọn Trương Hạo đến đây cùng gặp mặt thành viên của Bách Quỷ Dạ Hành. Đằng nào hai bên cũng đều là bằng hữu của mình, không gặp nhau thì là rất đáng tiếc. Ở à, vậy ta sẽ nói với bọn A Kiện một chút, xem mà bọn họ có tới hay không. A à Kiện và Lữ Hoành Vũ thì dễ nói rồi Vương Bình tiên sinh ta không dám khẳng định hắn có tới hay không Dù sao hắn cũng là người của Vương gia chứ không phải thuộc nhân sĩ chính phủ Mộ Dung Phi giải thích Vương Bình gật gật đầu Thời gian thoáng trôi qua 3 ngày Ngày hôn lễ của đạo sĩ nội ứng đã tới Ở trong hôn lễ Thành viên của Bách Quỷ dạ hành Ngoại trừ sắp chết mang bệnh thần kinh sống dậy Và chủ nhóm Cùng với ý đồ tự bế qua đời Ba người này vắng mặt Còn lại tất cả đều đến đông đủ Ba người kia không tới nhưng cũng gửi lời chúc phúc. Sắp chết mang bệnh thần kinh cùng với chủ nhóm gửi một cái hồng bao chúc đạo sĩ nội ứng tân hôn vui vẻ. Đạo sĩ nội ứng nói, vậy sắp chết mang bệnh thần kinh sống dậy, cảm ơn lão đại đã chúc phúc. Đầu nhảy disco nói, này này, lão đại sắp chết nói chuyện, ghi lại ghi lại, đây là câu nói thứ hai từ khi vào nhóm chat đó. Sắp chết mang bệnh thần kinh ngồi dậy nói chuyện lại một lần nữa làm cho nhóm hào quỷ lộng quyền sôi trào thế nhưng đây không phải là sự tình làm cho bọn họ sôi trào nhất mà là tiếp theo chủ nhóm cũng xuất hiện chủ nhóm nói toàn thể thành viên sắp chết mang bệnh thần kinh cũng không biết nói chuyện để ta nói cho đầu nhảy disco các người tất cả chúng ta lần này cũng đi tham dự hôn lễ Bọn ta bận, các người thông cảm cho Tất cả thành viên của nhóm hào quỷ lộng quyền ầm ầm như ong vỗ tổ, kinh ngạc không thôi Đạo sĩ nội ứng nói Ê, ê, ta chỉ là đùa giỡn một chút Này, này, thật sự bọn họ là châu bò đó Các thành viên nói "Ủa, thật sự là châu bò mà Đúng lúc này, sắp chết mang bệnh thần kinh ngồi dậy Gửi tới một bức ảnh Đây là một bức ảnh chụp tà linh là một tà linh chết rất thảm không cần nghĩ cũng biết đây chính là tà linh âm ty bị sắp chết mang bệnh thần kinh giết chết đối với chuyện này các thành viên của hào quỷ lộng quyền vô cùng hăng hái nhất là bọn đầu nhảy disco vừa bị tà linh âm ty tập kích đầu nhảy disco nói ê xem ra chúng ta muốn làm quản lý thì tiêu chí đầu tiên chính là giết tà linh âm ty chết bởi sương mù nói ê ta và nội ứng cùng với tà linh âm ty giao thủ mặc dù có thể không giết chết được Nhưng cũng coi như là nhóm của chúng ta giết chết tà linh âm tí Đạo sĩ nữ ứng nói Đúng 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 thật là oai phong thật là oai phong Vương Bình nhìn ảnh chụp mà sắp chết mang bệnh thần kinh gửi tới Cũng giờ khóc giờ cười Cái vị này quả nhiên là thẳng thắn Nói giết là giết Quả nhiên liều mạng như là tầng gia gia của mình vậy Sau đó chủ nhóm lại gửi tới một quả bom nặng ký Chủ nhóm nói Ê sắp chết ta muốn hỏi một chút là bách quỷ dạ hành, hắn uh, gia nhập bách quỷ dạ hành, bách quỷ dạ hành giật mình, này, ở sắp chết, ấy, là là muốn gia nhập vào tổ chức bách quỷ dạ hành sao? Các thành viên khác cũng ngây ngạc đến ngây cả người. Tin tức này quá bất ngờ. Chủ nhóm nói, đúng vậy. Hắn nói nhìn các người ở chung với nhau rất vui vẻ, muốn gia nhập tổ chức. Ta đề nghị hắn gia nhập tổ chức bách quỷ dạ hành một lần. Thậm chí ta cảm thấy nhóm này. À, đổi tên là bách quỷ giả dạ hành cũng không tệ đâu. Các người hành hiệp trượng nghĩa hành vi này cũng rất tốt. Nếu như các người không ngại, ê, ta hàng ngày cũng bận việc đi đây đi đó thì ta cũng xin gia nhập tổ chức bách quỷ giả dạ hành cũng rất vui. bao gồm toàn bộ thành viên cả nhóm cũng bắt đầu ẩm mỹ lên. còn mẹ nó chứ này chủ nhóm rồi toàn bộ quản lý của nhóm đều gia nhập bách quỷ Dạ hành hay sao? Vương Bình ngây ngốc cả chủ nhóm và cả sắp chết mang bệnh thần kinh đều muốn gia nhập bách quỷ dạ hành nhất thời đây là một tổ chức quỷ quái mạnh đến mức độ nào còn mẹ đó chứ tất cả là đều tùy ý mà gia nhập là, là thật là vui vẻ đó trường 300 hết trường 365 Hết tập 51. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Sự tình càng ngày càng thú vị đúng không ạ? tăng Gia Gia cũng đã chuẩn bị xuất hiện rồi, không biết là tăng Gia Gia còn bá đạo đến mức độ nào. Đúng ạ. Mị nhị Mị Vương đã xuất hiện cùng với U Vương mà Mị Vương đã nói là chủ nhân cưới ai? ta theo hầu người đó có nghĩa là double lấy một được hai mà hai đều đẹp đó oh, wow rồi sau đó là có vẻ là chủ nhóm và các lão đại của tổ chức à, nhóm chat học ủy lộng quyền cũng đã chuẩn bị nhảy vào vào dòng nước xoáy nó càng ngày nó càng xuất hiện những nhân vật bá đạo à, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe chúng ta sẽ cùng theo dõi nó còn bà hay ho đến mức độ nào nữa